Nhưng thỏa thuận trao đổi vaccine đầu tiên trên thế giới giữa Israel và Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua và mới đây nhất là giữa Singapore và Australia mới ra hy vọng về một giải pháp giúp cân bằng nguồn vaccine phạm vi toàn cầu, giúp sớm đẩy lùi dịch bệnh. Australia và Singapore đã đạt được thỏa thuận vay mượn vaccine chính thức hôm 31 tháng 8. Theo đó, Australia sẽ nhận được 500.000 liều Pfizer từ Singapore trong tuần đầu tháng 9 và sẽ trả lại số lượng này vào tháng 12 sắp tới. Thỏa thuận này sẽ giúp Canberra đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia khi số ca nhiễm tăng cao kỷ lục trong những ngày qua. Thỏa thuận giúp chương trình tiêm chủng của chúng ta tăng tốc vào thời điểm quyết định này bởi chúng ta đang bước đầu dẫn đến mục tiêu 70-80% dân số được tiêm vaccine. Sau khi vay Singapore 500.000 liều vaccine Pfizer, Australia cũng đã đạt thỏa thuận trao đổi 4 triệu liều vaccine cũng của hãng này với Anh, giúp tăng gấp đôi lượng vaccine hiện có. Anh sẽ nhận lại 4 triệu liều vào tháng 12, khi nước này dự kiến triển khai mũi tiêm tăng cường. Chúng tôi rất vui mừng khi đã đạt được thỏa thuận với người bạn Australia. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nhanh chóng đẩy mạnh quá trình tiêm chủng và sớm nối lại các hoạt động giao thương. Trong bối cảnh các biến chủng nCoV càng quét thế giới và tình trạng khan hiếm vaccine trên thế giới, các hợp đồng vay mượn vaccine giúp thu hẹp dần lỗ hổng của tình trạng thiếu hụt vaccine. Sáng kiến trao đổi giúp cân bằng nguy cơ giữa những nước cần vaccine ngay bây giờ và những nước muốn đổi số vaccine sắp hết hạn để lấy nguồn cung có thể hạn sử dụng dài hơn.